Hello, xin chào các bạn. Bữa nay thì mình xin review về một cái công tác chuẩn bị buổi sáng của quán cà phê Mèo Cafe. Quán hiện tại có một chi nhánh mới mở ở trong Ion Mall Tân Phú nha các bạn. Các bạn mà tới đây thì cứ tìm cái khu pet gọi là khu pet demo nè. Mấy bạn đi cái cổng L2. Rồi thì các bạn có thể đi vào cổng để nhìn thấy cái quán liền nha. Buổi sáng thì quán sẽ cho các bé đi ra ngoài này. Ở ngoài này có đằng sân sau này là có một cái sân rất là rộng, thoáng đãng, view đẹp đẽ, trăng thanh gió mát. Rồi để các bé chạy nhảy ở ngoài này. Thì trong cái thời gian đó thì các nhân viên của quán thì sẽ tập trung vào dọn dẹp, hút bụi rồi mọi thứ ở bên trong quán. Đó, mọi người cứ tới đây nhiều khi nói là tại sao các bé cứ ngủ hoài, không có năng động, dễ chơi hết gì hết gì cả. Tại vì các bé mèo này là có đặc tính là ngủ rất là nhiều. Thậm chí các bé có thể ngủ từ mười mấy, hơn 20 tiếng một ngày lận. Chỉ có một số thời gian ít ở trong ngày để các bé vận động. Đó, thấy không, mấy bạn thấy ra ngoài này chơi sung dữ không? Đây nè, bé này, bé không lông này là mình tên đặt là Chine nha. Có một bé đi, có một bé giống như vậy nữa ở chi nhánh ở quận 1, Nguyễn Thị Minh Khai, gọi là Chin Chi. Tại sao có tên như vậy thì đó là mấy bạn đó là Chin Em và Chin Chị đó, họ nhà Chin nha. Đó, buổi sáng thì các bé sẽ ra đây chạy nhảy, thích thở không khí ngoài trời. Đó, bé nào cũng đang rất là tận hưởng. Cái này lúc này quay là đã chạy chơi giỡn một lúc rồi đó. Chứ mới lại lúc mới đầu ra thì bé nào cũng sung hết á. Nó rất là tò mò. Đây các bạn thấy không? Ở đây là bé này là bé Bengal nè. Bengal. Rồi. Mấy bé còn nhỏ thì rất là chịu chơi, chịu giỡn. Đó, bắt đầu là gần tới giờ mà để xong dọn dẹp xong rồi đó thì bắt đầu dần dần chuyển cho các bé đi vào trong. Mỗi lần mang cho vô cái túi vận chuyển như vậy, xong bên mình sẽ chuyển dần dần vào các em. Hello, mình tên là Lion nha. Đó, rồi tiếp tục các bé lứa khác nữa, dần dần mỗi lần đi được khoảng 2-3 bạn như vậy á. Đó, các bạn để ý thấy không, nếu mà bé nào mà còn nhỏ thì sẽ chơi rất là năng động, còn bé nào mà già mà lớn tuổi rồi thì sẽ đa số sẽ nằm một chỗ và tận hưởng enjoy time gì. Cái thời tiết vậy thôi. Nè, đây là cái khung cảnh nè. Bạn nào mà tới sớm có thể đi ra đằng sau cái khu đằng sau của Pet Demo Aeon nha các bạn. Thì sẽ thấy các bé được tắm nắng rồi chơi giỡn ở đây buổi sáng, khá là vui đó. Sẽ khác với lại cái ở trong cái quán bên trong khi mà hoạt động á. Rồi, và nhà hàng gặp lại các bạn.